Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều khách hàng hỏi em là với tài chính 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 thì nên đầu tư ở đâu cho hợp với túi tiền và vị trí đất đẹp. Thì hôm nay em sẽ review một lô ở ngay khu Bầu Bàng, Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị và các bạn có tầm tài chính tỷ 1, tỷ 2 thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Hiện tại em đang đứng ở dự án Đức Phát 1, nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ 13 nha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn, có diện tích là ngang 5, bắt đầu từ vạt bên đó sang bên này ngang 5 nha cả nhà nha, dài 22. Và bên cạnh lô này đó là có 1 mét lối đi, 2 mét lối đi hành lang đường bộ ở bên cạnh, như là gần giống như là lô này là lô góc vậy nha cả nhà nha. Vị trí rất là vuông vắn và đẹp luôn nha, ngang 5 và dài 22 nha cả nhà. Thổ cư 100% và đã có sổ hồng riêng, chỉ cần mua và ký sang tên luôn. Ở phía đằng trước là đang xây chợ, và trục đường phía đằng trước đó chính là quốc lộ 13 nha cả nhà nha. Quốc lộ 13 là quốc lộ nối từ khu công từ Sài Gòn lên về Bình Phước. Ở đây xung quanh đây thì có nhà máy. Lợi thế của dự án này là có hai mặt tiền luôn nha, mặt tiền đường DH516 luôn, đằng phía đằng trước đó là DH516 đấy ạ. Là tức vị trí dự án này khá là đẹp, nằm hai mặt tiền vuông vắn, và xung quanh là có nhà máy xí nghiệp ở bên cạnh nha, gần với trung tâm hành chính Bầu Bàng luôn. Bây giờ chúng ta nhìn toàn cảnh phía bên trên. Đây là toàn cảnh phía bên trên của dự án Đức Phát 1 nha. Thì dự án Đức Phát 1 này có nó chia làm hai giai đoạn 1 và giai đoạn 2 nha. Và đây chúng ta xem hình ảnh thực tế ở phía dưới. Đây chính là đường quốc lộ 13. Hướng này sẽ đi về Sài Gòn, trung tâm Thủ Dầu 1 và Sài Gòn, và cái hướng quay ngược trở lại sẽ lên Trơn Thành, Bình Phước nè, đi lên cửa khẩu Hoa Lư. Và đây chính là cổng của dự án Đức Phát 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi chạy từ cổng vào bên trong dự án để xem những cái tiện ích ha. Đây chính là trục đường N1, là trục đường chính nha. Thì trục đường này cũng cắt ngang là ngang 5 và dài 20. Trục đường này thì giá nó rơi động vào là 1 tỷ 3 nha cả nhà nha. 1 tỷ 3 là trục đường chính này, và đã có sổ, đó sổ. Còn trục đường phụ thì nó rơi vào tỷ 2, tỷ 1, 50, tùy vào vị trí và diện tích. Trục đường chính này là xây nhà theo mẫu là 1 trệt 1 lầu, còn trục đường phụ là xây dựng tự do nha cả nhà nha. Đây có công viên này, và cũng có khá là nhiều nhà cũng có xây rồi. Ở đây thì có hai cái công viên. Dự án này hai công viên. Phía bên tay phải của em là giai đoạn 2, là giai đoạn chưa có sổ nha. Chưa có sổ và hiện tại đang bán giá F0. Nếu quý khách hàng nào muốn mua chưa có sổ thì bên em cũng có giới thiệu. Mà quý anh chị muốn mua có sổ thì cũng giới thiệu. Ở giai đoạn 1 là phía bên tay trái em là đã có sổ nha cả nhà. Đã có sổ hồng riêng nên là chúng ta mua ký công chứng luôn. Xung quanh thì cây xanh, vỉa hè có đầy đủ tất cả các tiện ích rồi. Và hiện tại đang là xây chợ ở bên trong khu vực luôn, nên về vị trí khá là đẹp, hai mặt tiền nha. Và tổng tất cả là có 4 cổng, đi vào 4 cổng nha, 2 cổng phụ và 2 cổng chính. Đó, nên là quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư lô đất này cũng như là khu vực này thì giá tầm là 1 tỷ cho đến 1 tỷ 3 nha. Vị trí này có sổ sẵn, ký công chứng trong ngày, vị trí rất là đẹp. Ở Bầu Bàng là chỉ có dự án này là đẹp nhất, bởi vì nó nằm hai mặt tiền đường tỉnh. Đó, nên là quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư khu vực này thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0972 33
0948 hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại là 0973508841 thì em sẽ gửi những cái thông tin cũng như là chi tiết sổ lô đất cũng như là thông tin để cho cả nhà xem. Rồi bây giờ em xin kết thúc video này ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video tiếp theo. Nếu mà cả nhà thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ kênh của em nhé. Rồi cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nhé.